cây quả cứ về nhà anh thì không có quả. Đây là anh Trường, anh Trường Hải Phòng. Xin chào. Vâng, anh Cần Cận, em chào anh. Chào cả nhà. Em chào hai. Rất tuyệt vời. Anh ấy giao dịch rồi. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Tài khoản em chuyển cho nó may mắn cả. Đấy giời ơi. Đúng đúng thật anh. Nếu mà trời mưa này chú mà giao lưu lại cho anh, anh cộng chú 30 triệu. Hay thế. Anh Thành nhỏ cộng thêm 30 triệu á. 30 triệu nữa. 30 triệu nữa. Thế làm sao mà Tuấn không sai cây. Sao không sai. Nó chết rồi. Có lái như vậy sao lại nhanh như vậy. Chỉ trong vòng có mấy phút thôi. Muốn đưa một khách hàng mới vào. Anh Thành thêm 30 triệu nữa quý vị ạ. Rất là vui. Quá tuyệt vời. Thế tự say đây. Thế các bạn đổ đấy. 1903. Đây, giao dịch đã được ghi nhận. Đây là cuộc giao dịch lỗ thực sự quý vị nhá. Đây là thông tin đang chuyển khoản. 0 1 4. 1 4 đúng không? Trên cả tuyệt vời. Đoàn Hải Phòng lên cũng khá đông. Thì em mua bao nhiêu thì chơi được. Cảm ơn chục trăm rồi. Cảm ơn anh nhiều. Đây là công tác chuẩn bị của vườn cây cảnh nghệ thuật Đặng Thụ, giao lưu kết nối đam mê, tri ân những nhà vườn anh Thụ đến làm, rất đông các anh em yêu cây bắt đầu đến giờ chuẩn bị về nhà vườn nhà anh Đặng Thụ. Đấy, đơn. Cảng xin gửi tới quý vị và các bạn, hôm nay cuộc giao dịch lộ ra rất lớn tại vườn nhà anh Thụ tại Trường Mỹ, Hà Nội. Một tác phẩm xanh quê dáng nàng. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh Hương Đô trời chiếc. Cảm ơn em nhá. Vâng. Chúc bạn, em về nuôi cây. Và kiếm được thật là nhiều tiền. Hy vọng nói là một tác phẩm rất là quý. Bạn giới thiệu là bạn ở đâu và dạ, em tên Nguyễn Thanh ở Thạch Thất ạ. À, bạn là Thạch Thất. Anh Thụ xin chia sẻ một chút đôi điều về cái tác phẩm này, về giao dịch của anh Thụ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vâng. Thực ra đây là một cây xanh quê. Vâng. Đúng là cây xanh quê cổ mà ngày trước Thụ mua của anh Thụ Quy Trôi. Cách đây cũng 8 năm rồi. Vâng. Về mình làm lại. Vâng. Đến bây giờ thì nhượng lại cho em Thành thì vâng. Mong em Thành là sẽ tiếp tục. Cảm ơn. Và thì giúp anh là vâng. Tác phẩm đẹp hơn. Vâng. Điều gì thì anh ạ? Vâng, em chúc mừng hai anh. Chú giá nào mua ra đấy không cảm gì. Như dài. Tiếp theo quan sát đất cảng gửi tới quý vị và các bạn cây xanh quê rất già tại nhà anh Thụ. Và cây xanh quê này anh Thụ cũng tay cánh cắt giật. Đây quý vị nhìn này, cắt giật rất là nhiều. Nó chun chảy hết rồi. Rất là già.
Đây là mặt sau của cây. Bẹ đã được nhuyễn. Để lộ nhuyễn của nó này. Không phải bản nữa. Quá là phê. Độ già kinh khủng luôn. Cây bẻ con tử mà nó già này. Ra nó xù xì và nhăn nheo. Chảy sạn hết rồi. Cảm ơn quý vị đã xem tập phim. Hôm nay anh cũng có bảo em bê về đi nhỉ? Thả nước. Anh có này mua được mấy con? 230 triệu. Mua đấy ngày, con này ngày mang về luôn. Anh em có ấy. Nào có audio, nào có mũi mũi nâng kém ấy. Đoàn rất là đông, đang hướng về buổi tiệc. Đây, anh ấy, có đây này. Có vệ sĩ cầm ô. Rất là thù. Cô vệ sĩ cầm ô. Mày. Mọi người đang hướng tới bữa tiệc. Có em cầm ô để đưa đoàn vào bữa tiệc.